Để phấn đấu về đích sớm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh trong năm 2024, từng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lối làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thưa quý vị, đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được khi chủ trì hội nghị tỉnh ủy lần thứ 16 diễn ra sáng nay 28 tháng 6. Cùng chủ trì có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út. Tại hội nghị, các nội dung được đại biểu thảo luận cho ý kiến gồm dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2024 trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phổ biến quán triệt quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, quy định số 148 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo về sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ chính quyền nhân dân Long An thực hiện nghị quyết tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,26%, cao nhất từ năm 2022 đến nay. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá tốt, khoảng 14.300 tỷ đồng, đạt 67% dự toán tỉnh giao và tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 bứt phá mạnh mẽ, xếp thứ hai cả nước. Văn hóa xã hội ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đề nghị các ủy chính quyền các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp, lãnh đạo sở ngành soi rọi lại các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế tồn tại đã chỉ ra để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024. Đề nghị các chỉ tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc theo hướng là năng động, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, và đặc biệt là quyết đoán, hay nói cách khác là thực hiện cái phương châm của chính phủ và cái đảng hay nói là cái năm thật và cái bảy dám. Thành công nghe thành công của một cái con người là chỗ phương pháp tư duy, phải có trọng tâm trọng điểm, chọn cái nào quan trọng làm trước, cái nào nó quyết định làm trước, cái nào nó làm sao, thì cái chỗ này là cần phải phát huy chỗ này. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới theo quy định số 144 của Bộ Chính trị, khắc phục tình trạng sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu vì đích sớm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh trong năm 2024, đồng thời tập trung công tác quy hoạch đào tạo, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng cho 3 đảng bộ, gồm đảng bộ huyện Cần Giuộc, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.